Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau. Chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm những tháng cuối năm. Các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Tỉnh Thanh Hóa siết chặt ra vào các vùng biên giới để phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, 10 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt trên 576 triệu tấn. Trong đó, lượng hàng container thông qua cảng đạt gần 18 triệu tiêu, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Trước đó, thống kê trong 9 tháng đầu năm của Cục Hàng hải Việt Nam, dù hoạt động hàng hải vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng một số khu vực cảng biển vẫn có khối lượng hàng hóa tăng cao như cảng biển Quảng Trị tăng hơn 61% do mới phát sinh hàng xuất khẩu gỗ dăm sang Trung Quốc và hàng cát thạch cao trở ra Ninh Bình. Khu vực Quảng Ngãi tăng hơn 33%, khối lượng hàng khô và hàng nhập khẩu tăng tới gần 464%. Một số khu vực cảng biển có mức tăng hàng hóa container mạnh như khu vực Mỹ Tho tăng 263%, Thanh Hóa tăng 31%, Quy Nhơn tăng 28%, Vũng Tàu tăng 20% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 17%. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125 ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định xử phạt hành chính về thuế hóa đơn, trong đó quy định phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020. Cụ thể, phạt tiền một lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm như không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng, lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ sai về số lượng giá trị hàng hóa dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Nghị định nêu rõ phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định ở trên mà không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Phạt tiền 2 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định ở trên mà có một tình tiết tăng nặng. Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định ở trên có hai tình tiết tăng nặng. Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định ở trên có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên. Thời gian gần đây, tại một số địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, nhưng do phát hiện sớm, chỉ đạo kịp thời nên dịch bệnh đã được khống chế dập tắt ngay trong diện hẹp. Tuy nhiên, trong thời gian tới, thời tiết giao mùa dễ phát sinh các loại dịch bệnh, nhất là các bệnh cúm gia cầm. Do vậy, công tác phòng chống dịch bệnh cần phải được tăng cường. Hiện tỉnh Thanh Hóa có tổng đàn hơn 1,3 triệu con gia súc và trên 21 triệu con gia cầm, trong đó các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm trên 60%, nên việc kiểm soát dịch bệnh rất khó và nguy cơ tái phát lây lan dịch bệnh vào cuối năm rất cao, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi. Để hạn chế mầm bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang chỉ đạo các ngành địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm, giám sát dịch bệnh đến tận thôn bản nhằm phát hiện và xử lý sớm khi xuất hiện ổ dịch, đồng thời hướng dẫn hộ chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để giảm thiểu nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh. Dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay vẫn đang có nguy cơ rất cao trên địa bàn huyện Triệu Sơn, cũng như là cái dịch cúm gia cầm. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái chỉ đạo của tỉnh về cái công tác tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn huyện, cũng như là thực hiện hướng dẫn cái chăn nuôi an toàn sinh học, công tác tái đàn, đảm bảo cái điều kiện, đủ điều kiện để thực hiện cái công tác tái đàn nó đảm bảo an toàn dịch bệnh, và công tác kiểm soát giết mổ cũng được thực hiện rất nghiêm túc. Khi mà mua giống mới về thì chúng ta phải mua giống rõ nguồn gốc và sạch bệnh, chọn những cơ sở có uy tín, thực hiện tốt biện pháp chăn nuôi cùng da cùng vào, nuôi cùng lứa. Đối với những bệnh mà do vi khuẩn gây ra mà không có vaccine ấy, thì chúng ta chủ động sử dụng kháng sinh để phòng bệnh. Và đặc biệt nữa là ngoài cái việc mà sử dụng kháng sinh thì chúng ta phải chủ động cung cấp đầy đủ cái nguồn thức ăn uống có chất lượng tốt và thường xuyên bổ sung điện giải, vitamin B complex, các cái sức trợ sức trợ lực để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Theo số liệu từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, tính đến ngày 23 tháng 10, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2020 mới đạt 81% kế hoạch.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngành nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo các địa phương chưa hoàn thành tiêm phòng cần nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện tiêm phòng đầy đủ, phấn đấu đến hết tháng 10 sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2020, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi theo dõi sát diễn biến thời tiết, nhất là cơn bão số 8, để chủ động các biện pháp chăm sóc bảo vệ đàn gia súc gia cầm, tránh thấp nhất thiệt hại do mưa bão, dịch bệnh gây ra. Theo số liệu từ Văn phòng Điều phối Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, đến tháng 10 năm 2020, tỉnh Thanh Hóa mới chỉ có 299 trên 559 xã phường thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương và ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xã phường thị trấn đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Trong năm 2020, huyện Thọ Xuân được giao chỉ tiêu xây dựng 18 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, 6 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt, huyện phải xây dựng thành công 30 xã thị trấn đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm. Ngay từ cuối năm 2019, huyện đã xây dựng kế hoạch hành động, phân công thành viên chỉ đạo để thực hiện từng chỉ tiêu, đồng thời đặt mục tiêu cụ thể cho từng tháng, từng quý trong năm 2020. Đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn đều đang tiến hành các bước xây dựng xã an toàn thực phẩm theo đúng tiến độ. Chúng tôi đã thành lập và kiện toàn được cái hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ huyện đến xã, đến thôn và khu phố. Chú trọng quan tâm đến cái đội ngũ tổ giám sát cộng đồng ở thôn khu phố. Với cái nhiệm vụ mục tiêu đó thì đã đạt được 28 trên 30 xã thị trấn là đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm, và phấn đấu trong năm 2020 thì chúng tôi sẽ đạt 100%, là còn 2 xã nữa sẽ trong tháng 11 sẽ được sẽ đề nghị Ủy ban nhân tỉnh công nhận về cái tiêu chí xã an toàn thực phẩm. Xác định xây dựng xã an toàn thực phẩm là tiêu chí cốt lõi để triển khai xây dựng các tiêu chí an toàn thực phẩm khác, nên cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể địa phương đã chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm cũng được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị địa phương trong năm 2020. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, các địa phương cũng đã có các chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Nhiều địa phương đã có các chính sách hỗ trợ thiết thực, đẩy mạnh xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Chúng tôi quan tâm xây dựng cái cơ sở vật chất. Trong những năm qua thì chúng tôi đã huy động các nguồn lực, gồm có cái sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban nhân tỉnh, rồi huyện, rồi một phần ngân sách xã để xây dựng cái chợ an toàn thực phẩm. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra các cái cơ sở an toàn thực phẩm để nhắc nhở rồi hướng dẫn cho họ để đảm bảo các cái điều kiện về kinh doanh. Để tiếp tục duy trì được cái thì thứ nhất là một là phải tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân về cái nhận thức sâu sắc về cái nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cái việc là vệ sinh an toàn thực phẩm nó quan trọng như thế nào đối với sức khỏe và đời sống nhân dân. Cái thứ hai là tiếp tục có những cái ban hành những cái cơ chế chính sách để tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông cống, thực hiện các mô hình mở rộng các mô hình và các chuỗi giá trị sản phẩm. Văn phòng Điều phối Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh và các sở ngành liên quan cũng đang tăng cường kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các địa phương nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa có trên 200 km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với nhiều đường mòn và hàng trăm lối mở dân sinh. Để tiếp tục giữ vững kết quả phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thành lập 9 trạm kiểm soát liên hợp nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch khu vực biên giới. Tại trạm kiểm soát liên hợp phòng chống dịch COVID-19 khu vực mốc quốc giới 342, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, các lực lượng liên ngành gồm Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an, Y tế và cán bộ địa phương đã phối hợp làm nhiệm vụ kiểm soát y tế tất cả người và phương tiện qua lại khu vực biên giới, tổ chức tuần tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, không để lọt người trốn cách ly đi vào nội địa. Từ khi mà đơn vị thành lập cái tổ chốt phòng chống COVID đến nay, thì đơn vị đã bắt được một trường hợp là người Việt Nam từ Lào vượt biên trái phép về, đơn vị cũng đã bắt và xử lý, xử phạt hành chính và chuyển giao cho huyện, ủy ban nhân huyện
đưa người đi cách ly tại khu vực Nam Mèo. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng mạnh. Nhiều người Việt Nam sinh sống lao động tại nước ngoài đang tìm mọi cách trở về nước để tránh dịch. Đáng lo ngại là không ít người trở về nước trái phép thông qua các đường mòn lối mở, trốn cách ly y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định thành lập 9 trạm kiểm soát liên hợp phòng chống dịch COVID-19 trên khu vực biên giới đất liền thuộc 5 huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân. Các trạm hoạt động 24/24 giờ kiểm soát tất cả người và hàng hóa qua lại khu vực biên giới, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế. Chúng tôi đang triển khai phối hợp với lực lượng Viettel chi nhánh Thanh Hóa đi khảo sát tất cả các cái vị trí ở trên tuyến biên giới cũng như các cái trạm kiểm soát liên ngành để lắp đặt các cái camera giám sát, thường xuyên giám sát cả ngày cả đêm để kịp thời phát hiện các cái loại đối tượng xâm nhập qua biên giới để trốn tránh cách ly cũng như là các cái hoạt động gây phức tạp an ninh tình hình trên địa bàn để kịp thời có xử lý tình hình. Song song với nội dung trên thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Hồ Phan trong trao đổi tình hình, nắm các cái thông tin rồi để tuần tra kiểm soát bảo vệ đường biên mốc giới. Cùng với việc tăng cường kiểm soát người ra vào các khu vực biên giới, Thanh Hóa tiếp tục duy trì các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Hiện toàn tỉnh còn 122 người là các chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc và lao động người Việt Nam trở về từ Lào qua các cửa khẩu và đường mòn, lối mở tại các vùng biên giới của Thanh Hóa đang được cách ly y tế tập trung. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo đó, từ nay đến ngày 16 tháng 11 năm 2020, huyện Bá Thước kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện quan tâm chia sẻ ủng hộ ít nhất một ngày lương hoặc một ngày thu nhập để ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngay trong lễ phát động quyên góp ủng hộ, các cán bộ, công chức, đơn vị trong huyện đã tham gia ủng hộ được hơn 60 triệu đồng. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bá Thước cũng đã phát động phong trào thi đua với chủ đề Học tập gương dũng cảm của 11 cán bộ chiến sĩ quân khu 4 hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế và quyên góp ủng hộ nhân dân vùng lũ miền Trung. Tại thành phố Thanh Hóa, những ngày qua, nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn cũng đã chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố phát động kêu gọi cán bộ công nhân viên chức quyên góp được 150 triệu đồng. Trường liên cấp Newton Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Minh ủng hộ gần 200 triệu đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố ủng hộ gần 15 triệu đồng. Trước phản ánh có trường hợp tiểu thương lợi dụng tình hình lũ lụt ở miền Trung tăng giá áo phao cứu sinh gấp đôi và thông báo cháy hàng, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết sẽ xử lý nghiêm thương lái găm hàng đẩy giá áo phao. Cụ thể, căn cứ vào các quy định hiện nay, Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền từ 5 triệu đồng cho đến 30 triệu đồng đối với các hành vi găm hàng, cắt giảm thời gian bán hàng, ngừng bán hàng hóa ra thị trường. Song song với đó là các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tăng vật, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 3 đến 6 tháng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm. Tổng cục Quản lý Thị trường cũng đã yêu cầu các cục quản lý thị trường các tỉnh xảy ra lũ lụt phải tìm các biện pháp để bình ổn giá cả và đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm thiết yếu cho người dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Thưa quý vị, trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 đã đẩy nhân dân miền Trung vào tình cảnh khó khăn chồng chất. Trước thực tế trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao nhiệm vụ cho các cục dự trữ nhà nước khu vực triển khai cấp phát ngay hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt. Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam đặt câu hỏi làm cách nào để hàng dự trữ quốc gia đến với người dân vùng lũ sớm nhất. Trả lời câu hỏi trên, trao đổi với phóng viên VOV, ông Đỗ Việt Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, Tổng cục đã chỉ đạo quán triệt các cục dự trữ nhà nước khu vực sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, khẩn trương xuất kho, vận chuyển giao gạo kịp thời cho các địa phương theo kế hoạch của tỉnh, bảo đảm số lượng, chất lượng ngay sau khi nước rút. Phối hợp với các sở ngành của địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng hàng dự trữ đã được xuất cấp, bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định về quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia. Liên quan đến hậu quả bão lũ miền Trung, báo Tin tức phản ánh, nhiều tổ chức cá nhân sẵn sàng chia sẻ giúp nhân dân miền Trung phần nào ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi mang tính tự phát đang bộc lộ những bất cập cần được điều chỉnh. Bài báo viết, những bất cập trong hoạt động thiện nguyện tự phát như sự nguy hiểm trong quá trình di chuyển, chồng chéo cho các đoàn từ thiện, dẫn tới tình trạng chỗ được nhận quá nhiều, nơi lại quá ít đã xảy ra.
Đồng thời xuất hiện tình trạng có cá nhân lợi dụng lòng tin của người dân nhằm trục lợi cá nhân, mạo danh những người nổi tiếng để vận động từ thiện nhằm chiếm đoạt tiền của người gửi. Theo bài báo, mỗi hoạt động từ thiện đều đáng được trân trọng và khuyến khích. Tuy nhiên, nếu chúng ta dành sự sẻ chia của mình đúng cách, đúng chỗ và có kế hoạch hợp lý, thì hoạt động từ thiện sẽ càng có hiệu quả và ý nghĩa hơn. Tháng 10 năm 2017, ngành thủy sản Việt Nam bị EC áp thẻ vàng cảnh báo bởi các hành vi khai thác đánh bắt bất hợp pháp IUU. Đến nay đã 3 năm trôi qua, dù có nhiều nỗ lực, Việt Nam vẫn chưa được EC thu hồi thẻ vàng. Theo báo chính phủ, những nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của Việt Nam vẫn tiếp tục chịu nhiều thắc gành vì một số đơn vị việc coi trọng lợi ích cá nhân nhiều hơn là coi trọng lợi ích kinh tế của đất nước. Theo thạc sĩ Lê Khắc Đại, trường Đại học Luật Đại học Huế, việc EC rút thẻ vàng IUU đã gây ra nhiều tổn thất hệ lụy đối với ngành hải sản Việt Nam, không chỉ về xuất khẩu và tài chính, hoạt động khai thác hải sản của ngư dân, mà còn ảnh hưởng cả đến hoạt động chiến lược bảo đảm và thực thi chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Vì thế, Việt Nam cần phải tích cực đẩy mạnh các biện pháp gỡ thẻ vàng IUU, trong đó chú trọng việc phải nâng mức xử phạt lên sao cho phù hợp với quy định của EC, thậm chí là áp dụng các biện pháp hình sự đối với những người vi phạm để không còn hoạt động đánh bắt trái phép. Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin vài năm gần đây, gạo Việt Nam không chỉ có giá bán cao hơn trước mà còn từng bước khẳng định được uy tín thương hiệu. Bài báo đưa ra số liệu chứng minh từ đầu năm 2020 đến nay, xuất khẩu gạo được coi là điểm sáng nhất của xuất khẩu Việt Nam với sản lượng lên tới 4,5 triệu tấn và trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo giá gạo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đây là tín hiệu vui đối với mặt hàng lúa gạo và nông dân Việt Nam. Lần này, với EVFTA, nếu sản xuất lúa gạo đảm bảo được tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật của EU, thì sản phẩm mới bán được vào thị trường Mỹ và duy trì sự ổn định. Đó cũng là cơ hội để các doanh nghiệp hướng tới tiếp tục đầu tư, giúp xây dựng và củng cố thương hiệu gạo Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, dịch COVID-19 mặc dù đã được cơ bản kiểm soát, tuy nhiên với tình hình trên thế giới, dịch có thể bùng phát lại bất kỳ lúc nào, đặc biệt là thời tiết vào thu đông. Song hiện nay, nhiều người tham gia giao thông nơi công cộng đang có tâm lý chủ quan, không sử dụng biện pháp phòng dịch. Nguy hiểm nhất là trong số này có rất nhiều lái xe, phụ xe của các phương tiện đông người như xe buýt, xe khách, taxi không hề đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ hành khách. Điểm dừng đèn đỏ cùng nhiều nơi công cộng xuất hiện rất nhiều người tham gia giao thông nhưng không đeo khẩu trang. Trong số này có rất nhiều lái xe và phụ xe trên các phương tiện vận tải công cộng, vốn là những người hàng ngày tiếp xúc với hàng chục, hàng trăm người đến từ nhiều nơi khác nhau. Lái xe, phụ xe là những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất, cũng như là nguồn lây nhiễm COVID-19. Do vậy, đây là những người cần tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc để phòng chống lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có rất nhiều lái xe và phụ xe chủ quan, chưa có ý thức phòng chống dịch bệnh với biện pháp phòng ngừa tối thiểu nhất là đeo khẩu trang. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở một vài xe, mà trên thực tế diễn ra tại rất nhiều phương tiện công cộng, gây nguy cơ lây lan cao nếu dịch bệnh bùng phát trở lại. Mặc dù là bệnh dịch đã lùi xa, nhưng mà bởi vì mình phải đeo khẩu trang là vì mùa lạnh rồi, cho nên là mình phải cố gắng để phòng dịch để có hiệu quả hơn. Tuy vậy nhưng mà là theo đi đường nhiều người, những người lái xe buýt người ta thường vẫn không đeo khẩu trang, cho nên là bà con ở trên xe buýt vẫn đeo khẩu, người ta nhìn thấy tài xế không đeo khẩu trang nên nhiều người người ta không phục tùng. Chúng tôi thấy tình hình dịch bệnh, nhiều lái xe cũng không đeo khẩu trang, cho nên là nhiều bà con cũng không chấp hành đeo khẩu trang. Tôi đề nghị là tăng cường tuyên truyền để đeo khẩu trang, cho bà con với tôi đeo khẩu trang. Hiện nay, để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch lần nữa, các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Mặc dù tại Thanh Hóa chưa bắt buộc mà chỉ ở mức tuyên truyền, thế nhưng người dân cần nâng cao ý thức tự giác, hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng, đeo khẩu trang khi ra đường và vệ sinh nơi ở sạch sẽ, rửa tay thường xuyên, góp phần phòng chống dịch bệnh. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.